Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn An Dương Bất Động Sản. Ngày mới xin chúc các bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Mình là Nguyễn An Dương, chuyên viên tư vấn mua bán đầu tư bất động sản tại thành phố Hải Phòng và chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư tới quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay, Nguyễn An Dương xin giới thiệu tới các bạn video cập nhật về khu công nghiệp Tràng Duệ, địa chỉ tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Khu công nghiệp Tràng Duệ là một trong số những động lực giúp cho bất động sản tại huyện An Dương tăng cao và đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022 vừa qua. Tổng quan về khu công nghiệp tại huyện An Dương thì có 3 cụm công nghiệp lớn theo thứ tự xây dựng hình thành. Đầu tiên đó là khu công nghiệp Nomura, sau đó là khu công nghiệp Tràng Duệ và thứ ba là khu công nghiệp An Dương. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like và để lại bình luận để Nguyễn An Dương có thêm nhiều động lực tiếp tục làm thêm nhiều video chia sẻ thông tin tới quý cô chú, anh chị và các bạn. Khu công nghiệp Tràng Duệ nằm giữa quốc lộ 5A và cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, là hai đường giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa ở khu vực phía Bắc. Đồng thời, khu công nghiệp Tràng Duệ lại nằm trên quốc lộ 10, là con đường giao thông chính của vùng duyên hải phía Bắc, có vị trí hết sức thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa nằm trong tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, bao gồm có 3 tỉnh, thành phố đó là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Vì vậy mà khu công nghiệp Tràng Duệ cũng được hưởng lợi ích lớn từ khu kinh tế sôi động này. Từ khu công nghiệp Tràng Duệ đi tới cảng Hải Phòng hay cảng Chùa Vẽ thì rất là gần, đến cảng Chùa Vẽ thì chỉ 7 km, tới cảng Đình Vũ chỉ khoảng 15 km. Do đó có thể nói khu công nghiệp Tràng Duệ có vị trí đắc địa cho phát triển công nghiệp, là điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp Tràng Duệ là khu công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường hàng đầu của thành phố Hải Phòng, đang là khu công nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài và nhiều nhà đầu tư lớn đến để đầu tư sản xuất, đặc biệt là công ty điện tử LG Electronics. Ngoài ra, khu công nghiệp Tràng Duệ còn thu hút được hàng loạt các doanh nghiệp vệ tinh của LG như là Hyosung, Bluecon, Aichitoki, Denki, cùng các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản. Khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án phát triển hạ tầng giai đoạn 1, 187 ha vào ngày 13 tháng 11 năm 2007. Giai đoạn 1, 187 ha đã lấp đầy năm 2013, chỉ trong vòng hơn 5 năm hoạt động đã thành công thu hút đầu tư lấp đầy 100% đất thương phẩm giai đoạn 1, với dự án nổi bật là LG Electronics cùng hàng loạt dự án vệ tinh khác. Năm 2014 tiếp tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2, quy mô 214 ha. Năm 2016, với sự hỗ trợ từ các đơn vị liên quan và sự nỗ lực không ngừng, đã thành công trong việc đàm phán thu hút hai dự án lớn của tập đoàn LG. Đó là dự án LG Display, chuyên sản xuất màn hình OLED công nghệ cao với mức đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ, hiện nay đã tăng lên 4,65 tỷ đô la Mỹ. Và dự án sản xuất module camera hiện đại của công ty LG Innotech có mức đầu tư 1,05 tỷ đô la Mỹ. Từ sức ảnh hưởng lan tỏa của tập đoàn LG cũng như uy tín của chủ đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp giai đoạn 2 của khu công nghiệp Tràng Duệ cũng nhanh chóng được lấp đầy 100% chỉ trong vòng 5 năm với các dự án lớn, nhỏ, cả trong và ngoài nước, đặc biệt là các dự án từ Hàn Quốc trong lĩnh vực điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác. Đến nay, khu công nghiệp Tràng Duệ đã thu hút được trên 60 dự án và trong và ngoài nước với tổng số đầu tư đạt 5 tỷ đô la. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tràng Duệ chủ yếu sản xuất điện tử qua dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại. Khu công nghiệp Tràng Duệ là khu công nghiệp có mật độ công nghệ và suất đầu tư cao nhất ở thành phố Hải Phòng, 21 triệu đô la trên 1 hectare, góp phần chính đưa thành phố Hải Phòng trở thành địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI các năm gần đây. Tổng số công nhân của LG Tràng Duệ vào khoảng 10.000 đến 12.000 công nhân. Đây sẽ là nguồn cầu rất dồi dào cho dự án khu đô thị Tràng Duệ.
Việc khu công nghiệp Tràng Duệ đi vào hoạt động thu hút lượng lớn công nhân lao động về làng đã làm gia tăng mật độ dân số cũng như thu nhập dịch vụ ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy bất động sản khu vực An Dương. Đơn cử mức giá trung bình tại khu vực ven khu công nghiệp Tràng Duệ năm 2019 chỉ dao động từ 2 đến 3 triệu trên 1 mét vuông, thì nay đã tăng lên mức 12 đến 15 triệu mét vuông, những bất động sản tuyến mặt trục giữa ở mức 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Xung quanh khu công nghiệp, người dân có rất nhiều lựa chọn để kinh doanh, đầu tư bất động sản như là xây nhà trọ cho công nhân thuê. Hiện tại, mức giá thuê phòng trung bình 1,5 triệu một tháng đến 2,0 triệu một tháng. Với phòng trọ tầm 15 mét vuông có lóng lạnh điều hòa có thể cho dòng tiền thụ động từ 2 triệu trên một tháng. Ngoài ra còn có thể kinh doanh tạp hóa, siêu thị mini, dịch vụ ăn uống, karaoke. Nếu các bạn đến khu vực xung quanh khu công nghiệp Tràng Duệ như thôn Hoàng Lâu, thôn Đình Ngọ sẽ cảm nhận mật độ dân số đông, tấp nập, thông ngày đêm. Năm 2022 tiếp nối những thành công của các dự án thực hiện và được sự tín nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương, tiếp tục đề xuất triển khai dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 với quy mô 687 ha với vị trí thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng với chính sách ưu đãi ngành thuế riêng cho khu kinh tế. Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong giai đoạn mới. Không chỉ dẫn đầu thành phố về kết quả thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư đã thu hút vào khu công nghiệp Tràng Duệ đạt 8,5 tỷ đô la, suất đầu tư 32,3 triệu đô trên 1 hectare. Vì sao huyện An Dương là mảnh đất màu mỡ để đầu tư bất động sản? Các dự án lớn FDI đầu tư vào huyện An Dương đã đem nguồn công việc ổn định, thu nhập cao cho người dân địa phương. Các dự án lớn FDI ngày càng đầu tư mở rộng ở huyện An Dương cũng kéo theo một lượng chuyên gia nước ngoài rất lớn làm việc tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại huyện An Dương lại chưa theo kịp cả số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu cá nhân cho số lượng chuyên gia này. Đa phần chuyên gia nước ngoài của Hàn Quốc, Nhật Bản đều do các công ty của họ thuê nhà ở tại nội thành Hải Phòng. Chính vì thế, giới chuyên môn cho rằng huyện An Dương hội tụ đủ mọi yếu tố trở thành mảnh đất màu mỡ để đầu tư vào bất động sản. Các sản phẩm bất động sản cao cấp luôn được đón nhận là một tín hiệu tốt để phát triển những khu đô thị đồng bộ. Tại Hải Phòng, sự ra đời của khu đô thị Tràng Duệ sẽ giải quyết bài toán nơi ăn ở, vui chơi của chuyên gia và công nhân ba khu công nghiệp lớn thành phố Hải Phòng. Tràng Duệ nổi bật là nhà máy LG. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ổn định nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp, năm 2016 bắt đầu triển khai dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tràng Duệ Seoul Eco Home tại vị trí liền kề khu công nghiệp Tràng Duệ với tổng quy mô 200 hectare. Khu đô thị Seoul Eco Home được phát triển nhằm phục vụ cho các chuyên gia, người lao động trong khu công nghiệp và người dân khu vực lân cận, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, lưu trú cho người lao động, đảm bảo ổn định nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chủ đầu tư công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc. Dự án bao gồm đầy đủ các tiện ích khu đô thị hiện đại như trường học liên cấp, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, khu chân chơi, thể thao, công viên, bể bơi ngoài trời, mang lại dịch vụ hoàn hảo và chất lượng sống xanh, mang phong cách của những khu resort cao cấp cho cư dân cũng như các chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc. Cảnh quan nội khu Seoul Eco Home, một không gian xanh trong lành, nơi lý tưởng an cư lạc nghiệp cho cư dân nơi đây. Huyện An Dương sẽ có một video riêng để nói về khu đô thị thương mại dịch vụ Tràng Duệ Seoul Eco Home với quy mô biệt thự, shop house, tiềm năng dự án cho quý cô chú, anh chị và các bạn đầu tư. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh, nút like để có thể theo dõi cập nhật những video mới nhất của Nguyễn Đan Dương. Hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Việc khu công nghiệp Tràng Duệ đi vào hoạt động thu hút lượng lớn công nhân lao động về làm đã làm gia tăng mật độ dân số cũng như thu nhập dịch vụ ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy bất động sản khu vực An Dương. Đơn cử mức giá trung bình tại khu vực ven khu công nghiệp Tràng Duệ năm 2019 chỉ dao động từ 2 đến 3 triệu trên 1 mét vuông thì nay đã tăng lên mức 12 đến 15 triệu mét vuông, những bất động sản tuyến mặt trục giữa ở mức 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Xung quanh khu công nghiệp, người dân có rất nhiều lựa chọn để kinh doanh, đầu tư bất động sản như là xây nhà trọ cho công nhân thuê. Hiện tại, mức giá thuê phòng trung bình 1,5 triệu một tháng đến 2,0 triệu một tháng. Với phòng trọ tầm 15 mét vuông có nóng lạnh điều hòa có thể cho dòng tiền thụ động từ 2 triệu trên một tháng. Ngoài ra còn có thể kinh doanh tạp hóa, siêu thị mini, dịch vụ ăn uống, karaoke. Nếu các bạn đến khu vực xung quanh khu công nghiệp Tràng Duệ như thôn Hoàng Lâu, thôn Đình Ngọ sẽ cảm nhận mật độ dân số đông, tấp nập, thông ngày đêm.